Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của chúng tôi, trở lại phần 2 trong chương trình khoa học kỹ thuật ngày hôm nay. Dạ vâng, thì bây giờ là đang một cái chương trình đang hot là iPhone 14 đang sôi động. Dạ. Vâng, đi đâu cũng nghe là iPhone 14, lên Facebook cái là thấy màu tím mộng mơ. Ừ. Cứ đi đâu, tại nó đặc trưng là cái màu tím đó nữa quý vị, cho nên đi đâu cũng thấy dành là cho người Deep Huế Purple. Đó. Dành cho người Huế đó đặc biệt. Đường màu tím dành cho người Huế. Không có thích màu vàng. rồi thôi bắt đầu. Thưa quý vị, iPhone 14 đã bán trên toàn cầu và được rất nhiều người yêu mến. Trừ iPhone 14 Plus, những phiên bản còn lại như là iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max đã đồng loạt tới tay người dùng rất là sớm. Vì khác biệt về múi giờ, New Zealand và Australia là những nơi bán iPhone 14 mới sớm nhất. Những người dùng có thể mua thông qua những đại lý ủy quyền tại New Zealand hay là trực tiếp tại Apple Store tại Australia. Ai cũng chia sẻ là màu tím tuyệt đẹp và họ đã ai mà nhận được cái iPhone màu tím đều chia sẻ cho mọi người được biết khi mà họ đi mua iPhone 14 Pro Max với màu tím mới. Đa số những người có mặt tại Apple Store đều đã đặt trước và đến để nhận máy theo lịch mà thôi. Việc nhận máy diễn ra cũng khá nhanh mặc dù khách hàng vô cùng đông. Họ đã đặt mua iPhone 14 Pro Max màu tím mới và mất khoảng 15 phút chờ. Đó là điều trung bình mà một người Australia đã chia sẻ. Màu tím rất là đẹp, tông màu đậm hơn khi nhìn trên ảnh, đủ nam tính phù hợp với cả nam lẫn nữ. Còn Singapore và Thái Lan cũng cho xếp hàng mua trực tiếp từ sáng sớm. Mỗi người chỉ được phép mua 2 sản phẩm mà thôi. Nhưng lượng máy iPhone 14 Pro và Pro Max không nhiều. Bộ 4 iPhone 14 vẫn thiết kế vuông vắn với khung viền phẳng, nhưng lần đầu phân cấp rõ rệt giữa hai dòng tiêu chuẩn và dòng Pro. Trong đó iPhone 14 và 14 Plus sử dụng màn hình tai thỏ chip A15 Bionic như thế hệ trước. Hai model Pro chuyển sang màn đục lỗ với tần số làm tươi hỗ trợ từ 1Hz tới 120Hz. Thêm tính năng màn hình hiển thị Always On Display, chip A16 Bionic, camera chính 48MP, hỗ trợ quay phim 8K. Vâng, quý vị có thể thấy là gương mặt hài lòng, hạnh phúc và mãn nguyện của rất là nhiều người khi tới mà chờ đợi, mặc dù chờ đợi có lâu hay có mau hay là phải get line rất là dài tại nhiều nước trên thế giới. Và get line này là những người đã đặt trước rồi đó thưa quý vị, pre-order cả tháng trước rồi đó. Và bây giờ họ tới get line để mà nhận hàng thôi, nhưng mà quý vị có thể thấy là rất là đông đảo luôn. Mỗi lần Apple ra một cái sản phẩm nào đó được coi là một cái sự đi đầu á, dẫn đầu trào lưu luôn. Kể cả cái màu thôi, mình nghĩ là màu nào rồi mình cũng bọc cái cover. Thế nhưng mà người ta vẫn đi mua rất là nhiều, những mỗi cái iPhone ra màu nào mới á là đều tập trung đi mua cái màu đó. Ví dụ như mấy năm trước á, có cái màu pink rose, đúng không? Hơi hồng hồng pha vàng vàng đó, rose, pink rose. Rose. Đó. Đi mua. Rồi bây giờ đặc trưng của 14 là màu tím. Cho nên là hễ ai đi mua cũng phải lừa cho được cái màu tím. Mà nó đặc biệt ở chỗ là mình nghĩ màu tím là nữ tính, nhưng mà theo như nhiều người mà xếp hàng chia sẻ đó, là cái màu tím mà Apple thiết kế nó rất là đẹp, rất là sang. Và nó cũng nam tính, cho nên nam và nữ đều xài được, chứ không phải là nói màu tím là chỉ có dành cho nữ đâu. Đó là cái hay của những cái màu sắc mà Apple lựa chọn. Thì thực sự là nó làm cái rất là nhu mì. Nó không phải là chói chang để làm cho người ta cảm giác là nó turn ra thành giống như là mình hay cái dùng chữ quê đó, nó quê quê, nhưng mà thực sự cái màu rất là sang. Rất là sang, nó pha màu đó, đó là một cái mà khi mà thực sự nói cho ngay á, mình lựa thì lựa rồi có rồi đấy, tôi có cái màu mới nhất, với chứ rề cũng là cover bọc lại trơn rồi. Và thưa quý vị, cũng liên quan tới iPhone 14, chúng ta sẽ xem thử là iPhone 14 và 14 Pro nó như thế nào, hoặc là Pro Max nó là sao. Hai mẫu iPhone 14 Pro và 14 Pro Max được đánh giá cao ở tính năng Dynamic Island cho phần màn hình dạng capsule cùng với camera 48MP. Ngay trước khi iPhone 14 tới tay người dùng, những trang công nghệ đã có những trải nghiệm và những đánh giá về sản phẩm. Hầu hết tập trung vào hai phiên bản Pro với nhiều cải tiến. Thí dụ như thiết kế thì theo như trang tin Cult of Mac, iPhone ở năm cuối trong chu kỳ thay đổi thiết kế 3 năm một lần. Thế nên loại 14 Pro và 14 Pro Max vẫn có kiểu dáng tương tự như hai thế hệ trước. Tuy nhiên sản phẩm mới vẫn có một số chi tiết khác biệt. Những khu vực khác không thay đổi nhiều trừ cụm camera dày hơn vì cảm biến ảnh lớn hơn.
Ngoài ra phiên bản cho thị trường Hoa Kỳ sẽ không còn cái khay để bỏ SIM card vào nữa vì sẽ chuyển sang sử dụng hoàn toàn bằng eSIM. Với Brawley thì màn hình AOD trên iPhone 14 Pro hoạt động rất thông minh. Tuy nhiên anh lưu ý AOD trên iPhone 14 Pro không cho phép tùy chỉnh nhiều và quá trình hoạt động cũng ảnh hưởng tới thời lượng pin nhiều hơn sự mong đợi, nhất là khi sử dụng ảnh động. Còn Wire thì đánh giá cao Dynamic Island và AOD, nhưng cho rằng hệ điều hành iOS 16 mới là ngôi sao thực sự. Những tính năng có thể được Apple đưa lên iPhone cũ hơn trong tương lai theo một hình thức nào đó. Chúng ta có thể chờ thay vì thêm tiền để mua máy mới. Còn đối với camera, nó được nâng cấp mạnh lên hai bản ở Pro. Lần gần đây nhất Apple thay đổi độ phân giải của camera là năm 2015, khi nâng từ 8 megapixel lên 12 megapixel và giữ nguyên như vậy tới thế hệ iPhone 13 Pro và 13 Pro Max. Cụ thể, cảm biến chính của iPhone 14 Pro nâng lên 48 megapixel. Kích cỡ cảm biến lớn hơn 65% so với trước khiến cho khu vực này lớn và lồi hơn nhiều so với loại 13 Pro. Ống kính có độ mở tốt và Apple cho biết cảm biến quad pixel giúp tối đa khả năng thu sáng trong khi chụp vào buổi tối. Trong khi đó, camera siêu rộng 12 megapixel với cảm biến mới có kích thước điểm ảnh là 1.4 micromet, chụp tối tốt hơn 3 lần so với thế hệ trước. Ống tele thì là 12 megapixel. Theo The Verge thì hai mẫu iPhone 14 Pro như bước đầu tiên trong việc hướng tới rất nhiều điều mới mẻ, đem tới cái nhìn đầu tiên về thế hệ iPhone hoàn toàn mới trong tương lai. Trang tin này cho rằng sản phẩm ở mức hoàn hảo cho người sử dụng thông thường. Trong khi đó, hãng tin TechRadar đã đánh giá bộ đôi iPhone Pro là điểm sáng cho những gì tốt nhất về công nghệ trên điện thoại mà Apple đang có. Sản phẩm với những tính năng tuyệt vời với loại chip A16 Bionic hiệu năng cao, camera mới sẽ làm hài lòng đa phần người dùng. Pin đã được nâng cấp, tất cả đều hoàn hảo ở thời điểm hiện tại. Không, nhưng mà cái độ phân giải cái máy chụp hình á, cái độ rung không còn nữa, nó giảm. Mà khi mà mỗi lần mà cái độ sắc nét của nó có, và hồi trước á là thường á là Nha thấy rằng là thí dụ như là mấy người mà hay thích chụp ảnh ảo rồi có phải dùng những cái app khác nó bỏ vô rồi xong, nhưng mà thực sự trong cái máy chụp hình của iPhone có đầy đủ hết cái function đó, mà tại vì họ không chịu phát huy thôi, đúng không? Cho nên rằng là có hết độ. Nếu mà quý vị mở ra một cái trong đó nó có những cái độ, những cái function đó mình đều chỉnh được hết ra theo cái ý mình. Đúng rồi. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy là lúc nào mà Apple ra một cái sản phẩm nào đó thì thấy là người ta get like rất là đông luôn. Rồi cứ lên Facebook một cái là thấy là ai cũng chụp hình là ô mới đi mua về, mới pick up về, mới mở hộp ra, mới đập hộp vân vân và vân vân. Thấy toàn là màu tím là tràn ngập Facebook luôn đó thưa quý vị. Nhưng mà thực sự nha, là những cái sản phẩm mà đã nhập vô Mỹ và Á Châu khác nhau hết. Và thí dụ như là có những Apple mà ở bên Việt Nam đại diện thì là nó là khác nữa. Nó khác hơn hơn chút vậy. Cho nên rằng là thí dụ như là người ở tại Việt Nam á, thì họ lại lúc nào cũng đang ngóng qua, họ muốn là những cái phone mua từ Mỹ về. Hoặc là nhiều người á mà chờ lâu quá là họ đi qua bên Singapore nè, Thái Lan họ kết line họ mua. Nhưng mà những cái hàng đó nó cũng khác với hàng tại Mỹ luôn. Nó vẫn khác. Cho nên dù cũng là mỗi lần mà bên này xong cái cần cũng gọi nhờ qua rồi cũng ví dụ như là cái ngày nào mà nó bắt đầu là pre-order đó là 11:59 là bắt đầu setup sẵn cái phone đó để submit đi. Thì kính thưa quý vị, là tại vì sau đó là khoảng chừng một tuần sau đó là coi như là những cái first order vào ngày thứ sáu, sau đó một tuần đó là được gửi ra rồi nhận cái đầu tiên rồi cũng muốn, nhưng mà nếu mà chỉ có trễ khoảng chừng vài tiếng thôi là nó qua tới cả mấy tuần sau rồi vài tiếng nữa, tại vì cái lượt order đó rất là ghê gớm luôn. Đúng và rồi. Trong khi đó là mình thử á, lần này thì 14 thì tụi anh không có order, nhưng mà khi mà tụi anh thử á, một hai ngày sau á, trời ơi, là nó dời tới khoảng chừng là từ cái ngày release qua cả tháng sau luôn á. Tới tháng rưỡi, tới cuối tháng 10. Và thưa quý vị, một vài những cái review từ những trang tin tức để gửi đến cho quý khán giả những thông tin về những mẫu iPhone mới, cũng như tuần trước thì chúng tôi nói tới về đồng hồ Apple Watch mới. Hy vọng rằng quý vị sở hữu những loại iPhone vừa mới ra mắt thì sẽ có được sự tin tưởng và sự yêu mến cùng với những sản phẩm này, cũng như là những tin tức này hy vọng sẽ bổ ích một tí xíu nào đó cho quý khán giả khi quý vị đi mua sắm.
Dạ vâng, một lần nữa thì quý vị đừng quên bấm like, subscribe on YouTube. Thì Đài ABC sẽ cung cấp cho quý vị những chương trình mới nhất, cập nhật mới nhất để đến với quý vị. Dạ vâng, một lần nữa Toàn và Thiết Nha xin kính chào quý vị và hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp của Đài.